đoạn Tôn Ngộ Không đang ở giai đoạn bế tắc trong tu hành. Là tiếp tục hay từ bỏ? Đây chính là giai đoạn nhất thể nhị tâm. Khi hai Tôn Ngộ Không tìm đến Như Lai để phân định thật giả, tác giả đã để lại một bài thơ. Nhân hữu lưỡng tâm sanh tai họa, thiên nhai hải giác trí nghi tài. Dục tư bảo mã tam công vị, hữu ý kim luân nhất phẩm đài. Nam trinh bắc thảo vô hưu thiệp, đông đằng tây trừ, vị định tai. Thiền môn tu học vô tâm quyết, tĩnh dưỡng thai nhi kết thành thai. Năm câu đầu nói về ngọn lửa hai lòng của Tôn Ngộ Không. Người có hai lòng sẽ sinh ra tai họa, khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Người có hai lòng sẽ luôn nghi ngờ, không tin tưởng người khác, khiến cho các mối quan hệ trở nên xa cách. Người có hai lòng sẽ luôn mong muốn những thứ cao sang, quyền quý, khiến cho bản thân không thể an tâm tu tập. Người có hai lòng sẽ luôn chạy theo danh lợi, khiến cho bản thân không thể tập trung vào việc tu tập. Người có hai lòng sẽ luôn chiến đấu, tranh giành, khiến cho cuộc sống trở nên bất ổn. Hai câu cuối nói về phương pháp tu tâm của Phật và Đạo. Người muốn thành Phật phải học phép tâm không, tĩnh dưỡng tâm hồn, để tâm được thanh tịnh, hình thành bào thai thánh thiện, đạt được giác ngộ. Theo nghĩa đen, tu tâm trong câu thứ 6 ở trên là không có tâm. Không có tâm có nghĩa là loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc dư thừa. Trong đoạn này, Như Lai đang giảng pháp. Ông nói rằng không có trong có, không có trong không, không màu trong màu, không không trong không, không có là có, không có là không, không màu là màu, không không là không. Không là không, sắc là sắc, màu không có màu nhất định, màu là không, không không có không nhất định, không là sắc, biết không không phải không, biết sắc không phải sắc. Mọi người đều cúi đầu quy y, đang truyền kinh tụng niệm, Phật liền rời khỏi tòa sen, nói với đại chúng. Các ngươi đều là một tâm, hãy xem hai tâm tranh đấu đến đây. Sau khi đến trước mặt Như Lai, Tôn Ngộ Không là người lên tiếng đầu tiên. Ông nói, đệ tử bảo vệ đường tăng đến Tây Thiên lấy kinh, suốt dọc đường luyện yêu trừ ma, không biết đã tốn bao nhiêu tâm sức. Nhưng ông sư lại đuổi đệ tử đi vì đánh thương mấy tên cướp, đó là do sư phụ có oán niệm tích tụ lâu ngày. Như Lai trả lời như sau. Các ngươi hai người, một là Hỗn Nguyên Nhất Khí, Tề Thiên Đại Thánh, một là Cửu Luyện Thiên Linh, Tôn Di Kinh. Hỗn Nguyên Nhất Khí là chỉ đạo hạnh tiên thiên, Cửu Luyện Thiên Linh là hình người hậu thiên. Cái tâm con người được sinh ra như thế nào? Đó là do cảm xúc của con người. Như Lai gọi giả khỉ là lục nhĩ mỹ hầu. Lục nhĩ là chỉ vui, buồn, giận, hờn, tham, dục. Trong Phật giáo, còn gọi là lục dục. Trước đây, lục tặc là sự phân biệt của giác quan, còn bây giờ lục dục là sự phân biệt của cảm xúc. Cảm giác của giác quan mang lại cho chúng ta những hạn chế về thể chất, còn cảm xúc thì mang lại cho chúng ta những hạn chế về tinh thần. Cả hai đều khiến chúng ta không thể phân biệt được thật giả, khiến bản tính của chúng ta lạc lối trong những suy nghĩ khác nhau. Vì vậy, hai câu cuối cùng của bài thơ là thần quy tâm xả thiền phương định, lục thức trừ bỏ đơn tự thành. Có nghĩa là hãy bỏ đi cái tâm đang chi phối bản thân, loại bỏ lục dục thì mới đạt được cảnh giới vô tướng trong mắt Phật và Đạo. Lão Tử thì nói, tâm vô tự tướng, vật vô tự tướng, vạn vật giai không, vạn vật giai hữu. Trong Lục Độ Luận của Thiền sư Huệ Năng thì viết, vô tâm là đạo, vô tướng là Phật. Như vậy, điều này có thể được coi là sự kết hợp giữa tư tưởng Phật giáo và tư tưởng Đạo giáo. Chúng thể hiện quan điểm rằng, để đạt được sự giác ngộ, con người cần phải loại bỏ những vọng tưởng, phiền não, để tâm trở nên tĩnh lặng, an nhiên. Đến đây ta thấy rằng, tinh thần trong Tây Du Ký vừa trọng Phật, vừa trọng Đạo. Những nhân vật như Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng đều là những nhân vật có tính cách và phẩm chất của cả Phật giáo và Đạo giáo. Tôn Ngộ Không là một nhân vật đại diện cho Phật giáo. Ông là một người có bản tính thiện lương, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng ông cũng là một người có tính cách ngang tàng hay nổi nóng. Đường Tăng là một nhân vật đại diện cho Đạo giáo. Ông là một người có tính cách hiền lành, luôn nhẫn nhịn và bao dung. Nhưng ông cũng là một người có tính cách bảo thủ, đôi khi hơi cứng nhắc. Chư Bát Giới đại diện cho dục vọng, sân si của con người, vì căn cơ kém cỏi nhất nên yêu cầu dành cho Bát Giới chỉ dừng lại ở Ngộ Năng và Bát Giới, cũng tức là cần gìn giữ giới luật, tu chính nhân tâm mới có thể bước vào hàng sa môn. Bạch Long Mã là đại diện cho ý cuối cùng của ngũ vị nhất thể, tâm viên ý mã. Bạch Long Mã thường được coi là em út trong đoàn, nhưng tác giả vẫn cho Bạch Long gặp Đường Tăng và Tôn Ngộ Không trước cả Bát Giới và Sa Tăng. Bởi muốn đi tiếp thì cần phải tâm ý hợp nhất, Tôn Ngộ Không chính là người thu phục Bạch Long Mã,
tức là tâm ý đã hợp nhất, đồng lòng tiến lên. Cái ý chí tiến lên còn phụ thuộc vào cái tâm, phải toàn tâm toàn ý mới có thể chuyên tâm tu hành, tiếp tục tu hành không lùi bước. Đường tăng đại diện cho tình cảm, thể xác của con người. Đường tăng quả thật có thân thế bất phàm. Kiếp trước của đường tăng nguyên là Kim Thiền Tử, đồ đệ thứ hai của Phật Tổ Như Lai. Bởi người này không nghe giảng pháp, khinh mạn lời giảng đạo, cho nên đã bị Đức Như Lai đày đọa chuyển sinh nơi Đông Thổ. Cho dù có là học trò, đệ tử của Phật Tổ, thì khi phạm Phật quy, phạm tội tày đình vẫn phải chịu phạt như người thường. Ai trong chúng ta cũng đều có thể là một đường tăng. Đều là thể xác, có những điểm mạnh và điểm yếu, tuy có lúc kiên định nhưng cũng có lúc u mê nhu nhược. Tóm lại chúng ta có thể hiểu đơn giản, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, đường tăng là thân thể. Chư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa Hòa Thượng là bản tính và Bạch Long Mã là ý chí của con người. Đến kiếp nạn tại Hỏa Diệm Sơn, muốn vượt qua núi thì phải dùng quạt ba tiêu để dập tắt lửa. Quạt ba tiêu là một trong bốn chiếc lá của thiên địa linh căn, là cây chuối tây biến thành. Cây này có bốn chiếc lá, phân biệt điều khiển bốn loại lực lượng tự nhiên là địa, thủy, phong, hỏa, tức là đất, nước, gió, lửa. Quạt ba tiêu dùng như thế nào? Khẩu quyết là hồi hưu, uống, hút, thổi, hô. Điều này tương ứng với pháp thuật thải độc cổ xưa, được xuất hiện sớm nhất trong cuốn sách Võ Tăng Thải Độc Pháp của ông Thẩm Chân Đời Đường. Pháp thuật Phổ Niên Tiêu Quyết cũng là một cuốn sách đơn đạo, ý nghĩa là loại bỏ tâm hỏa quá nhiều của bản thân. Phương pháp này bao gồm các bài tập dưỡng sinh, thiền định, khí công và sử dụng các bài thuốc đông y, ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Trong hồi 27, phần 3 lần đánh bạch cốt tinh tương ứng với quan niệm chém ba thầy trong tu đạo, cũng là một thuật ngữ đơn đạo. Ba thầy tương ứng là thầy dưới tên thật là Phùng Cận, đại diện cho ham muốn trong lòng người. Thầy giữa tên thật là Phùng Chí, đại diện cho phiền não vọng tưởng trong lòng người. Thầy trên tên thật là Phùng Hầu, đại diện cho sự ngu dốt vô tri trong lòng người. Ba thứ này là ba thứ chấp niệm lớn trên con đường tu đạo. Những yêu tinh sau đó như kim giác, ngân giác, nhện tinh và bọ cạp đều đại diện cho những cám dỗ của con người. Kim giác và ngân giác đại diện cho sự ham mê tiền bạc, nhện tinh đại diện cho dục vọng và yêu tinh bọ cạp đại diện cho những ham muốn thầm kín. Khi quốc trượng nước Bỉ Sư đòi lấy tim gan của đường tăng, Tôn Ngộ Không đã biến ra 17 trái tim. Những trái tim này tượng trưng cho những tâm niệm xấu xa của con người, bao gồm lòng ghen tị, đố kỵ, ham muốn chiến thắng, giết chóc, tàn nhẫn, thận trọng và tà tâm. Cách giải thích này cũng phù hợp với hành trình thực tế của nhà sư Huyền Trang Tây Trúc. Chúng ta biết đấy, những khó khăn trong cuộc đời thực tế chỉ chiếm một phần của cuộc sống, phần còn lại chủ yếu phụ thuộc vào tâm trạng của con người. Phật học có câu, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Thì ra trong lòng mình chỉ cần giữ ý niệm thì không một điều gì có thể thay đổi. Trong lòng một mực thấu hiểu, thì dù cuộc đời có chà đạp xô đẩy đến bao lần cũng không hề oán hận. Không một điều gì có thể đánh bại chúng ta nếu chúng ta không cho phép. Nhân sinh có thể nguy nan nhưng lòng phải cố an lạc. Có rất nhiều chuyện, không có ai cùng quan điểm với chúng ta nhưng không sao cả. Hoa nở rồi tàn, chuyện xong thì dứt, người qua là hết. Những điều từng quan trọng rồi cũng thành chuyện bình thường. Trong đạo giáo, người ta thường nói rằng một niệm có thể là phúc, một niệm có thể là họa. Qua những phân tích trên chúng ta có thể thấy rằng những yêu tinh trong Tây Du Ký đại diện cho những cám dỗ của con người. Khi Tôn Ngộ Không giết yêu tinh, đó là biểu hiện của việc con người vượt qua những cám dỗ này. Tuy nhiên, nếu con người không cẩn thận, họ có thể bị những cám dỗ này chi phối, dẫn đến những hành động sai trái. Vì vậy, chúng ta nên chú ý đến tâm niệm của mình. Nếu tâm niệm trong sáng, chúng ta sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Nếu tâm niệm xấu xa, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn.